Sam biển là sinh vật sớm nhất trên thế giới, đã tồn tại hơn 400 triệu năm. Cứng như chiếc mũ bảo hiểm, trải qua năm lần tuyệt chủng, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay con người. Thông thường, máu của động vật có màu đỏ, nhưng máu của sam biển lại có màu xanh lam. Chính máu của sam biển vô cùng đặc biệt, nên nhanh chóng trở thành đối tượng nghiên cứu. Sau khi nghiên cứu, người ta phát hiện, máu của sam biển chứa nhiều protein, khi kết hợp với vi khuẩn sẽ chuyển thành cục máu đông máu của sam biển rất nhạy khi tiếp xúc với vi khuẩn lập tức sẽ đông lại để ngăn chặn sự xâm nhập thông qua điều này con người đã chiết xuất từ máu của sam biển có thể kiểm tra xem cơ thể có bị nhiễm vi khuẩn hay không việc phát hiện nhiễm khuẩn đã trở nên dễ dàng hơn nhiều đồng thời còn có thể kiểm tra trong thuốc và thực phẩm chẳng hạn như nước sữa và nhiều loại khác trước khi phát hiện ra sam biển Người ta sử dụng thỏ để kiểm tra độc tố vi khuẩn. Phương pháp này không chỉ tốn kém mà còn mất thời gian, cho đến năm 1979 khi sử dụng sam biển được chấp thuận, nó đã hoàn toàn thay đổi phương pháp này, bây giờ chỉ cần nhỏ một giọt máu của sam biển vào vật liệu thử, lắc nhẹ hai lần sẽ có thể nhanh chóng và chính xác phát hiện tổ chức bên trong cơ thể. Mỹ đã bắt đầu sản xuất hàng loạt từ máu của sam biển, nhưng không phải tất cả đều có giá trị sử dụng chỉ có những con từ 8 đến 10 năm tuổi trở lên mới có giá trị. Nhân viên sẽ bắt sam biển và buộc vào máy để cơ thể sam biển úp xuống, rồi cắm một cây kim thép dài hàng chục cm vào, hút máu ra. Theo thông tin chính thức, phương pháp này chỉ gây tử vong cho khoảng 3%, nhưng con số thực tế lại cao hơn nhiều, một số chết trong quá trình lấy máu, một số sau khi được thả về lại từ từ chết đi một số thậm chí không bao giờ hồi phục được. Mỗi năm, hơn 50.000 cá thể bị lấy máu và nhiều người còn xem sam biển là thực phẩm. Vốn dĩ với hình dạng và khả năng của mình, sam biển có thể sống thêm hàng trăm triệu năm nữa cũng không thành vấn đề, nhưng giờ số lượng của sam biển ngày càng giảm đi đến mức sắp trở thành động vật cần được bảo vệ.